Như vậy trong phần định dạng này các bạn có rất là nhiều kiểu để tô, và mình có thể tận dụng các cái kiểu mà Excel nó có sẵn. Ví dụ như là cái bảng này nè, bình thường mình sẽ kẻ khung ở đây, bạn có thể là kẻ khung, rồi bạn có thể là tô màu cho cái tiêu đề, bạn có thể đổi kiểu cho tiêu đề cho nó đẹp lên đó. Và mình cũng có thể có một cách khác, mình sẽ tô nhanh. Tô nhanh thì bạn có thể là làm xong rồi bạn sẽ chọn nguyên cái bảng này và bạn chọn là format table. Như vậy khi mà mình format table ở đây thì nó có rất là nhiều kiểu, nhiều màu. Các bạn sẽ chọn một kiểu. Ví dụ các bạn chọn kiểu này thì nó hỏi rằng là tiêu đề của mình, cái bảng của mình là có tiêu đề không? Mình có thể là chọn là có, bởi vì phía trên này nó có mã hàng, tên hàng, tức là tiêu đề của bảng. Ok. Như vậy sau khi mình chọn xong thì cái bảng của mình đã được định nghĩa một cái table, và nó có tô màu, tô xen kẽ để chúng ta rất là dễ nhìn thấy dữ liệu ha. Đó là phần định dạng. Và bạn có thể sử dụng một số cách định dạng riêng của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Tên công ty dựa vào mã công ty, dựa vào bảng 2. Như vậy tên công ty ở đây, mã công ty ở đây. Vậy chúng ta thấy là tên công ty và tên công ty người ta cho ở dưới này là một cái bảng. Thì chúng ta sẽ làm gì? Dùng hàm VLOOKUP. Chúng ta sẽ bằng VLOOKUP. Và ở đây mình thấy cái mã nó giống với cái mã trên này thì mình lấy trực tiếp cái mã trên này mình dò luôn. Dò trong bảng bảng 2 là bảng này. Các bạn sẽ bôi đen bảng 2 và nhớ nhấn F4 lại. Nhấn F4 lại để cho nó cố định cái bảng này lại. Phẩy 2. Phẩy kiểu dò tìm chính xác, chọn kiểu không. Đóng ngoặc. Và lúc này chúng ta đã có tên công ty. Đơn giá thì dựa vào mã sản phẩm, mã hàng nè, chúng ta có đơn giá. Tương tự như vậy. Rồi tí nữa tính sau. Mình sẽ bằng cũng là VLOOKUP. Mã hàng phải dò trong bảng F4. Nếu như đúng trả về cột 2, kiểu dò tìm không là chính xác. Mình đã có được đơn giá. Như vậy mình đã làm được câu 3. Đối với lại cái nội dung của chúng ta đang ôn tập ở đây thì khá là đơn giản. Tiếp theo, mình có thành tiền. Thành tiền bằng đơn giá nhân số lượng bằng đơn giá nhân số lượng. Số lượng. Enter. Khuyến mãi. Nếu số lượng lớn hơn 100 thì khuyến mãi. Số lượng lớn hơn 100 bằng số lượng lớn hơn 100 thì sao? Mình có if chỗ này. Nếu số lượng lớn hơn 100 thì ở dưới này người ta ghi là có khuyến mãi, còn không thì để trống. Chỗ này chúng ta sẽ là có khuyến mãi, còn không thì để trống. Để trống tức là phải có nháy kép nha, chứ bỏ trống là nó lỗi á. Số lượng lớn hơn 100 có khuyến mãi, còn không thì bỏ trống. Phần thống kê của chúng ta đối với lại nhà bè tổng tiền là bao nhiêu. Như vậy chỗ này các bạn có vừa tổng mà vừa điều kiện thì các bạn sẽ sử dụng một cái hàm gọi là sum if, phải có điều kiện.
chỗ này nó nói là điều kiện là gì? Điều kiện là nhà bè. Như vậy có nghĩa rằng là tên công ty, F4 lại phải điều kiện là bên này. Nếu như đúng như vậy thì tính cái gì? Vậy tính thành tiền F4 lại, và chúng ta đã có tổng thành tiền của nhà bè. Bây giờ chỗ này nó đang cái chữ nhà bè ở đây nè là nó đang liền, còn cái chữ nhà bè ở đây là nó có một cái khoảng trống cho nên nó không nhìn thấy. Hai cái chữ nhà bè khác nhau, mình xóa cái này đi. Đây tổng tiền của nhà bè, chú ý cái chỗ này, dữ liệu đầu vào coi chừng nó bị lỗi. Rồi copy công thức này xuống, như vậy mình có là Satako. Satako đây, vậy có bị lỗi gì không? Tương tự Satako. Như vậy chúng ta có tổng tiền. Bây giờ chúng ta sẽ định dạng. Cái câu định dạng thì chúng ta có thể định dạng sau. Rồi chúng ta có bảng ha. Bảng thứ hai, chúng ta có thể chọn màu khác cũng được. Ví dụ chúng ta chọn màu này. Bảng thứ ba, mỗi bảng một màu luôn. Bảng thứ tư, tổng tiền thành tiền. Rồi, cái đầu tiên bảng bán hàng. Các bạn có thể chọn ở đây chọn bệt. Sau đó thì các bạn chọn sale style. Bạn chọn kiểu cho nó. Chọn kích thước lớn lên, chọn chữ hoa. Như vậy các bạn đã định dạng được cái bài của mình, nó rất là màu sắc rực rỡ ha. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong cái đề Excel cũng như là định dạng rất là nhanh.